Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này hay là cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nhá. Nó là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai để nha anh em ơi. Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Hôm nay thì chúng ta có thể được triệu hồi free anh em ạ. Có nghĩa là không cần full op mà anh em vẫn có thể triệu hồi được một con rồng. Và mình sẽ triệu hồi con rồng mà chúng ta đang thiếu. Đấy, đây. Còn hai Nucleus. Rồng Legion thì cũng khá khá. Legion xem mình có thể triệu hồi con gì không? Mới à? Sobo Winter Phoenix. Có Titan không? À, Vampire. Có Vampire không anh em ơi? Vampire. Đây, còn một số con rồng mình chưa có này. Bio Augustman, con này tôi chưa có op nên chưa thể triệu hồi được con này anh em ạ. Rồi triệu hồi con đấy đã. Triệu hồi con Heroic nhá. Hai con gì nhỉ? Đây. Heroic thì mình cứ triệu hồi tạm Heroic trước á, xong rồi tính sau á. Rồi, còn hai Nucleus thì tôi chưa sở sấy bao giờ nên tôi sẽ triệu hồi lần nhé. Ok anh em. Rồi, đấy triệu hồi mất thêm khoảng 45 op Heroic nữa là ngon ha. Đấy. Anh em thấy ổn không? Rồi mình sẽ triệu hồi con Hoi Nucleus nha anh em. Triệu hồi luôn. Yes, chỉ có mất khoảng 16 tiếng thôi anh em ạ. Nếu anh em có thể dùng game hoặc là dùng cái gì đó để có thể là next qua được thì ngon ha. Và bây giờ nếu mình có được cái op của con rồng Vampire thì nó sẽ là một cái gì đó quá tuyệt vời, nhưng mà không có. Mình có thể triệu hồi Vampire được. Vampire là một trong những con rất là ngon trong này. Ok, chúng ta sẽ Summon hay là làm gì bây giờ nhỉ? Sự kiện ngày mai thì cái này nó sẽ có cái sự kiện gì đó cho chúng ta đấy. Mình sẽ lấy game, nếu viên game xong rồi mình có chuyện hồi tiếp mấy con rồng Legion các anh em ạ. Tôi đang có rất nhiều op Legion à. Vampire chẳng hạn, Vampire này hoặc là một vài con gì đấy. Đây chúng ta sẽ cùng thử xem, nếu mà summon đấy, nếu mà là Legion thì cũng rất nhiều anh em ạ. Hoặc là Titan. Có Metal Titan thì chưa triệu hồi bao giờ này anh em. Chính xác con này chưa có. Đấy, Vampire thì còn một con ha. Vampire đây. Bio này. Đấy, Vampire này. Nếu mà VIP Mythical thì sao? VIP Mythical. Có cái Mythical không nhỉ? Mythical. Ok, không có luôn anh em ạ. Không có cái loại đấy đâu. Element này, đây là hệ à anh em. Đây hệ rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra một vòng xem có những con rồng gì nhá. Vicky, The Boy, Tenian, Tickle, Superstar, Soul Stealer. Uầy, con này được á, đẹp á. Sam Rock, Royal Phoenix, Revenger, con này đẹp phết nhỉ. Ragnarok, nhiều Legion lắm anh em ạ, nhiều op Legion lắm. 10 op cũng có. Xem nào, đang xem con nào ngon anh em ạ. Mấy con này khá là cùi. Osiris God, Nobunaga. Mấy con này cũng không ngon lắm. Đang xem con nào ngon để chuyển. Moonlight, Mirror, Metal Titan này. Đấy, Metal Titan này chắc là mình sẽ triệu hồi thôi. Liquid Light Speed Laser Beam, Latchan, Campus, Jupiter God. Những con nào new là mình chưa có đấy anh em. Ice King, Ice Snowdon anh em ạ. Khủng long băng giá cũng đẹp, cũng rất là đẹp ha. Diamonds, ok. Homeland, Hellgate, Hayabusa. Con này cũng new, nhiều dòng mình chưa có thế nhờ. Thật sự rất là nhiều dòng mình chưa có anh em ạ. Mà đang chọn, chúng ta đang chọn anh em ạ. Lắm dòng Legion lắm. Đang xem con nào sẽ ổn. Vampire với Titan là ổn rồi, là ngon rồi. Dragon TV anh em ơi. Con này thì mình cũng chưa sở hữu luôn. Ok. Ok, con này trông đẹp đấy. Mình sẽ có đưa con này vào trong danh sách, chúng ta sẽ Dog Cool nữa cũng hay này. Dog Cool là con chó, có Dog Cool với Cat Cool ấy. Hai con đấy á. Có nhiều game thì mình cũng sẽ triệu hồi đấy, nhưng mà có ít game quá. Backfire,
Có vampire, có đúng con vampire này rồi anh em ạ. Vampire thì nó sẽ ngon hơn khá là nhiều Action Magic, Aloy, Alibaba. Nhiều lắm. Ok, đang xem Win Titan, nhưng con này là chúng ta đã có rồi này. Những con nào mà có chữ new cơ, những con này tôi có rồi thì tôi chịu hồi làm gì đúng không? Không không cần thiết những con nào mà chưa có ấy. Chắc tôi sẽ chịu hồi Metal Titan anh em ạ, là được anh em ơi. Hợp lý nhá. Nhá. Đó, mai là chịu hồi Heroic, xong ngày mai chịu hồi Titan. Cái này sự kiện này có một ngày nhá anh em, thoải mái đi. Ở đây thì chúng ta sẽ có là còn bao nhiêu ngày nữa? Còn tận 2 ngày nữa cả. Thời gian lâu quá. Mãi chưa hết thôi. Lại đến cái sự kiện ấy này rồi anh em ơi, tuyệt vời. Tôi thích sự kiện này lắm ấy. Sự kiện này lại là sự kiện để lấy con rồng thổi kèn anh em ạ. Wonderland Dragon. Con này mình thích rồi. Và mình sẽ cố gắng hy vọng mình sẽ lấy con này. Ok anh em. Mình khá thích chơi cái sự kiện này luôn anh em ơi. Sự kiện này mình rất chi là vui và có ấn tượng với nó. Khá thích. Rồi anh em ơi, bay qua cầu vồng, bay qua rất nhiều thứ luôn. Ok con dê, lên trên xuống dưới, lấy vàng, lấy óp. Bay qua tiếp nào, đó, hợp lý chưa? Bay qua, nice, ok. Thôi anh em ơi. Rồi chúng ta lấy thêm trong chóng bên này nhé. Bay qua, nice, hay. Xuống dưới này anh em, xuống dưới lên trên, sang phải sang trái gì đấy ấy, xuống dưới. Ui giời, hay đưa, hay quá đấy, hay quá đấy, thật sự là mình di chuyển quá hay. Ui, tại sao mình không nhảy qua nhỉ? Mình lại tham cái kia tí chết tí toang à, tí thì lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân mất. May quá là chúng ta cũng đã vượt qua được cái đấy rồi. Tiếp tục lên trên này, xuống dưới này. Rồi anh em ơi, bay lên nào, yes, bay lên nào, ok anh em, đấy, hợp lý chưa? Chúng ta lấy được rất nhiều cái hệ lá ở bên này, đấy, ấy, ok, tuyệt vời, hợp lý, đó, ui xôi ơi, nice, được phết nhờ. Quá ok luôn, quá ổn luôn. Ôi chết đi. Tại vì đã đạt được cái giới hạn rồi anh em ạ. Đây là cái giới hạn rồi. Không cần đánh thêm nữa. Đánh thêm thì nó cũng không có tác dụng gì cả. Thật sự là đánh thêm cũng không có tác dụng gì luôn. Nên tôi cho nó next luôn anh em ạ. Claim này. Claim một vài thứ trong này. Ok anh em. Bây giờ sẽ tiếp tục thôi. Bây giờ tiếp tục giờ sẽ get go. Cho cái double được là chúng ta sẽ được nhiều game hơn à? Ngon. Ở game mới này, Tân Ô Long Viện này. Tía vào thử xem chơi như nào ha. Nhìn cũng có vẻ là hay ha. Tân Ô Long Viện anh em sẽ có xem cái phim hoạt hình à, cái bộ truyện tranh không? Của Tân Ô Long Viện đâu? Cái chuyện này chuyện cười anh em. Rồi anh em. Đợi thôi, chúng ta sẽ gặp gấp đôi game anh em ạ. À. Phải không? Claim nhân 2 luôn là chúng ta được 10 game à. Quá ok luôn, quá là ổn luôn nhờ. Còn gì tốt hơn nữa nhỉ? Đấy, rồi chúng ta sẽ lấy thêm cái trong chóng tre này và xuống dưới. Lấy thêm trong chóng tre bên này và bay qua cầu vồng nào. Ok chưa? Hợp lý chưa anh em? Được đấy nhờ. Rồi chúng ta tiếp tục là di chuyển đi anh em. Đó. Tiếp bay qua cầu vồng, bay qua cầu vồng tiếp. Rồi. Chúng ta có rất nhiều cái item ở bên này. Đi xuống dưới. Ăn luôn. Hợp lý nhờ. Đấy, chúng ta đang thi đấu rất là tốt, rất là ổn áp luôn. Đấy, mình sẽ bay qua cầu vồng tiếp nhé. Ui. Yes, chúng ta đang xuống dưới ăn thêm mấy cái này. Thôi mất một cái rồi thì cũng không sao đâu, vì chúng ta đã qua khỏi mốc thứ 5 rồi anh em. Mình đánh mình không mất game mà được, mình cứ tiết kiệm game vào. Tiết kiệm game để làm gì? Tiết kiệm game để triệu hồi rồng anh em ạ. Ngày mai còn triệu hồi thêm mấy con nữa cơ ha.
triệu hồi thêm một con Titan. Mục tiêu của chúng ta là triệu hồi thêm một con Titan và một con vampire nữa. Đấy. Bây giờ mà có mảnh của mấy con vampire xịn sò nhỉ thì ngon ta. Cái sự kiện này hình như chỉ có một tháng có một lần ấy. Sự kiện là triệu hồi này. Ôi trời ơi, 0.08. Ba nè, đánh cùi thế nhỉ. Ở đây có không lấy cái này nữa, tại vì nó hơi bị lâu á. Tôi sẽ cho next luôn ha. Rồi ok anh em, và hiện tại thì chúng ta sẽ có những con gì nữa tiếp theo. Ui con này đẹp này, rồng cá sấu anh em ạ. Con VR con này đẹp thế, con vị thần cá sấu anh em ạ, được phết nhờ. Con này đẹp, con này VR thôi mà đẹp thế, mình chưa có con này ha. Lấy thêm được cái tù của cái kèn à, tù và một con rồng phép thuật anh em ạ, đẹp. Con này được, con này được, con này rất được là khác. Nó không rồng mới, đây có mấy con rồng mới để review ha. Rồi anh em ơi, bây giờ tôi sẽ làm nhiệm vụ ở đây đi ha. Nhiệm vụ của chúng ta, nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ của chúng ta là cho collect food, cho thú ăn cũng như là feed và breed. Đây rồi, breed thì có hai cái chỗ cho breed rồi anh em ơi. Xong bán cái này đi ha. Đấy, xong rồi xong bán hết mấy con Terra đi. Đừng bán nhầm con Heroic nha anh em. Toang chuối cả này đấy. Ok anh em. Ok, cái nhiệm vụ thì để sau đi. Chúng ta sẽ tập trung vào làm cái list battle, kiếm thêm 6 game cái nhỉ. Xong rồi để lại 3 trận để đánh, để về sau đánh anh em ạ nhá. Ok anh em ơi, Ninja Star. Đấy. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ dùng cái Ninja Star luôn anh em nhé. Rồi anh em ơi, chúng ta dùng cái một tuyệt chiêu rất là xịn sò đây nữa là xong. Rồi claim này anh em ơi. Ok, anh em đợi xíu. Alo ạ. Vâng. Anh em đợi tí tôi sẽ mở cửa cái nhé, xong rồi tính sau ha. Rồi và có lẽ chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em cho tập kế tiếp nhá. Bye bye.